À, xin chào anh em, lâu lắm rồi thì mình mới làm review laptop và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em cái chiếc laptop của MSI. Đây là con GL65 9SDK. Và bây giờ thì cái dòng GL này đã được MSI đưa lên cái phân khúc tầm trung, tức là khoảng 30 triệu. Còn trước đây thì nó là một cái dòng máy phổ thông, bây giờ thì thay thế bằng GV và GF. Em thấy đó, một cái thiết kế máy chơi game hầm hố, tuy nhiên thì nó cũng lịch sự hơn hồi xưa rất là nhiều. Nếu như mà anh em đã từng thấy hoặc là từng cầm qua con GP65 á, thì sẽ thấy cái máy này nó gần như là y hệt, chỉ khác một chút xíu về cái phần cover này thôi, tức là phần nắp này thôi. Nó không có những cái đường cắt có đèn ở trong. Còn về cái phần chassis thì mình thấy nó y chang. Nắp này được làm bằng nhôm và được làm phẳng lì luôn, nó không có đường cắt và nó được xử lý dạng anodize. Và mình thấy là MSI làm cái phần nắp này nó chắc chắn hơn rất là nhiều, nó khiến cho cái màn hình cứng hơn, mặc dù nó vẫn mỏng nhưng mà nó không có bị flex quá nhiều khi chúng ta bẻ đó. Và khi chúng ta mở nắp như thế này á, thì nó rất là chắc chắn này, cảm giác của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tản nhiệt nó rất là lớn và nó làm cũng ngầu. Một cái chiếc máy chơi game thì cần có những cái yếu tố như thế này. MSI có một cái nhược điểm rất là lớn, đó là cái thiết kế bản lề thì những cái dòng máy cũ nó sẽ bị yếu đi qua thời gian và nó dễ bị vỡ, bị nứt. Vì bản thân mình xài một cái chiếc GS hồi xưa cũng từng bị nứt cái bản lề. Đó, lần này thì MSI đã thay đổi với cái việc là đưa hai cái khớp xoay á, nó nằm ra bên ngoài như thế này. Thì mình nghĩ rằng cái thiết kế này nó sẽ chịu lực được tốt hơn. Có người thì mở ở giữa hay là có người mở một bên như thế này thì nó vẫn chịu lực được và cái lực nó dàn đều ra, vẫn cho cái góc mở khá là rộng. Mình nghĩ góc này khoảng 130 độ đó, rất là rộng. Chiếc máy này thì có cái trọng lượng mà khoảng đâu là 2,3 kg, và anh em thấy là mình có thể cầm nó cũng rất là dễ dàng trên tay, bởi vì một cái chiếc máy 15 inch mà trọng lượng như thế này là mình thấy cũng vừa đủ, có thể mang đi theo được. Và cái độ dày của nó 27mm đó, ở cái điểm dày nhất. Thì với cái độ dày này thì nó gần như là bắt buộc đối với một cái chiếc máy chơi game tầm giá này, bởi vì nó sẽ cần không gian cho hệ thống tản nhiệt cũng như là nó sẽ cần không gian cho những cái cổng kết nối như thế này. Anh em thấy là xung quanh máy nó có rất nhiều cổng kết nối và tất cả đều là dạng cổng full size hết, nó không có có sự cắt giảm gì nhiều. Thì ở bên cạnh trái này chúng ta sẽ có LAN nè, HDMI Mini Display Port, USB 3.0 chuẩn A, USB-C và hai cái jack âm thanh. Và ở bên cạnh này thì có thêm hai cái cổng USB 3.0 chuẩn A nữa và cái khe đọc thẻ SSD. Như vậy là em thấy đó, rất nhiều cổng kết nối và chúng ta hầu như không cần phải mua thêm bất cứ cái loại adapter nào để mà trình xuất hay là để mà kết nối thêm. Cái cổng nguồn thì vẫn là cái cổng tròn chân kim như thế này, bởi vì cái chiếc máy này nó cần cái cục sạc lên đến 180W, thành ra nó vẫn phải dùng cái cổng này. Cái phần dưới này em thấy là một cái thiết kế rất là đặc trưng ở MSI, với cái hệ thống lưới này rất là lớn này để mà có thể đưa gió vô cái hệ thống quạt, tối ưu cái luồng khí. Toàn bộ cái nắp này nó là một cái miếng nguyên khối luôn, tháo ốc ra là có thể tháo ra được, rất dễ để mà nâng cấp cũng như là bảo trì. Thì nhìn xuyên qua đây mình thấy nó có hệ thống tản nhiệt cũng nhiều ống đồng, có khoảng đâu là 7 ống. Có thể thấy luôn cả những cái trang bị có sẵn như là ổ M2 nè, vẫn có một cái khe để dành cho cái ổ 2.5 inch, và đây ở dưới đây là hai khe RAM đó. Như vậy là cái việc nâng cấp cũng rất là dễ dàng. Có loa ở mặt dưới luôn và mình thấy ở đây có hai cái loa, thì em sao cho biết hai cái loa này là hai cái loa 2W. Chúng ta thấy đó, một cái thiết kế vẫn rất là đặc trưng về MSI. Tuy nhiên thì với cái việc thay đổi ngôn ngữ thiết kế lần này thì MSI đã làm cái dòng GL này nó trở nên tốt hơn rất là nhiều so với cái dòng GL trước vốn rất là ồn ẹp đó. Thì mình thì không có thích cái thiết kế cũ lắm, và với cái chiếc máy này thì mình cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ có một cái màn hình 15.6 inch và cái thiết kế viền mỏng. Cái viền này thì mình đo hai bên thì là 6mm, còn viền trên này thì nó sẽ kiểu như là mỏng ở hai bên, dày ở giữa để mình có thể chứa được webcam vẫn ở vị trí tâm, vị trí cơ bản như thế này. Thì nhờ cái thiết kế viền mỏng này thì chiếc máy nó trở nên nó gọn hơn, và với cái trọng lượng khoảng 2 mấy ký thì nó dễ dàng cho chúng ta khi chúng ta bỏ vào ba lô mang đi theo đi học hay đi làm. Mình cũng chia sẻ luôn về cái chất lượng hiển thị của cái màn hình này, thì cái tấm nền được MSI sử dụng cho máy là một cái tấm nền của AOptics làm và là tấm nền IPS với cái tốc độ quét là 120Hz, và cái thế mạnh của nó vẫn là ở tốc độ quét thay vì là cái độ bao phủ màu sắc cũng như cái độ chính xác màu. Cái màn hình này có một cái điểm mình thích, đó là cái độ tương phản của nó cao. Ở cái độ sáng 100% á, thì cái độ tương phản của nó vẫn đo được là ở 750, cùng với lại cái khả năng mà tái tạo sắc độ đen á, nó rất là gần với cái con số 0, tức là càng gần về 0 thì càng tốt. Thành ra là cái trải nghiệm mà giải trí trên cái màn hình này cũng rất là đã mắt. Tuy nhiên có một cái điểm mà
chúng ta buộc phải đánh đổi ở cái tầm giá này với một cái màn hình 120Hz, đó là cái độ bao phủ giải màu nó không cao. Thì mình dùng cái máy Spider4 Elite mình đo ra thì cái độ bao phủ của nó chỉ vào khoảng đâu là 46% Adobe ADB hay là 64% sRGB, thành ra nó không đủ để mà chúng ta có thể sử dụng làm những cái tác vụ chuyên nghiệp về đồ họa hay là bán chuyên về đồ họa cũng không được nữa. Thành ra là nó chỉ phù hợp cho cái chuyện chơi game và giải trí bằng phim ảnh thôi, chứ còn mà làm đồ họa thì nó sẽ không có đáp ứng được. Và bản thân cái chiếc máy này cũng thiết kế hướng đến đối tượng gọi là chơi game, và cái tốc độ quét 120Hz nó sẽ phát huy tác dụng khi chúng ta chơi những cái tựa game có tính cạnh tranh cao như là eSports, đó đòi hỏi cái tốc độ khung hình cao như là CSGO chẳng hạn, Paladin hay là Overwatch. Cái tốc độ quét cao nó sẽ mang lại những cái lợi thế nhất định đó, cũng như là cái trải nghiệm nó tốt hơn, nó mượt mắt hơn. Còn tiếp theo là về bàn phím và bàn rê thì mình sẽ nói về cái phần bàn rê trước, bởi vì hồi xưa MSI làm cái bàn rê rất là vụ bắp trên những cái máy của hãng, thậm chí là những cái dòng GS hồi xưa như là mình xài cái GS73 thì cái bàn rê vẫn là cái thứ tệ nhất trên cái máy đó. Nhưng mà bây giờ trên cái dòng GL, bản thân một cái chiếc máy tầm phổ thông tầm trung như thế này thì cái bàn rê đã được hãng làm rất tốt rồi. Thì hãng làm cái bàn rê to hơn. Mặc dù bề mặt không phải là phủ kính, tuy nhiên nó sẽ có cái độ bám, cái độ grip nó thấp và nó cũng hỗ trợ rất là nhiều những cái đầy đủ những cái thao tác đa điểm trên Windows 10 và sử dụng luôn cái driver Microsoft luôn, thành ra là nó sẽ có cái độ trễ rất thấp và nó mượt mà hơn. Hai cái phím chuột thì vẫn được làm dạng hai phím chuột rời nằm ở dưới bàn rê luôn, bấm thì ngay kịch kịch, nó hơi dõm tí nhưng mà mình vẫn thích phím vật lý hơn là cái phím dạng như tích hợp trên cái bàn rê, bởi vì bấm nhiều khi nó lộn qua lộn lại, nó một thời gian thì nó bắt đầu nó bị đứt. Bàn phím này thì nếu như mà anh em đã xài những cái chiếc máy tầm 15.6 inch hay là 17 inch của MSI thì anh em sẽ thấy cái bàn phím này rất là quen, bởi vì nó gần như không thay đổi về layout cũng như là nó không thay đổi về cái trải nghiệm gõ, cái hành trình, cảm giác bấm y chang luôn. Bàn phím vẫn sử dụng cái công nghệ của SteelSeries, tức là nó có cái hệ thống đèn RGB. Và trên cái máy này thì cái việc mà tùy chỉnh đèn nền á thì nó có thể tùy chỉnh trên từng phím luôn, tức là per key luôn chứ không phải là theo zone như là hồi xưa nữa. Và đây là một tính năng mà mình nghĩ, đối với mình thì nó cũng không có phải là cái gì đó nó quá to tát, nhưng mà với những anh em mà thích đèn đóm và là sử dụng những cái phụ kiện của SteelSeries thì sẽ thích cái này, bởi vì nó sẽ đồng bộ được với lại những cái thứ như là chuột hay là pad hay là tai nghe. Cái cảm giác gõ thì cái hành trình vẫn rất là dài và cái độ nảy của nó rất là tốt. Tuy nhiên thì với những anh em mà mới với MSI thì anh em sẽ cần phải làm quen với cái layout này, bởi vì nó có một chút những cái thay đổi khác biệt so với những cái laptop khác, đó là dạng như cái phím Start Menu nó sẽ nằm ở bên tay phải và cái nút FN sẽ nằm bên tay trái như thế này. Ở trong tình huống mà chúng ta muốn dùng quen thì chúng ta vẫn có thể đổi lại trong phần BIOS. Và cái cụm phím điều hướng sẽ nằm kẹp giữa cụm layout phím chính và phím số, thành ra anh em sẽ cần cái thời gian để mà làm quen cái vị trí của nó. Ngoài cái hệ thống phím chính thì vẫn có ba cái nút chức năng, nút nguồn không nói rồi, ngoài ra có cái nút chữ G để mà mở cái phần mềm mà Dragon Center để mà chúng ta có thể thiết lập nhanh những cái thiết lập về game, và cái nút để bật ngay cái tính năng Cooler Boost, tức là cái hệ thống tản nhiệt trên máy nó sẽ tăng tối đa cái tốc độ vòng quay của quạt, thì anh em có thể nghe về cái âm thanh của nó rất là lớn. Và khi chơi game thì anh em nên bật nó lên để có thể đạt được cái hiệu năng tốt nhất, lúc đó thì CPU và GPU sẽ được tản nhiệt tốt hơn cũng như là nó sẽ giữ được cái xung nhiệt cao hơn. Thì về cấu hình, cái chiếc GL65 này nó được trang bị con core i5-9300H, là một con core i5-4x8 luồng thuộc cái thế hệ Core Flex Refresh, và nó có xung nhịp tối đa ở 4GB mốt đơn nhân, CAD của nó được 8M. Thực ra mà nói thì core i5 bây giờ, core i5 đời 9 series này, đời 8 series thì nó đã mạnh ngang quá là core i7, cái đời mà đời 7 chẳng hạn như là đời Kabylet. Thành ra là anh em có thể tự tin mua Core i5 về xài mà không cần phải lăn tăn cái chuyện i7 hay i5 nhiều xưa nữa. Thêm vào đó thì nó được trang bị cái con GPU thuộc loại là mạnh nhất trong cái dòng GTX 16, tức là GTX 1660 Ti, chỉ dưới cái con RTX 2060 thôi, dành cho laptop thôi. Mặc dù là nó mang cái tên hơi chúi là 1660 Ti nhưng mà thực chất cái hiệu năng của nó thì nó ngang ngửa so với con 1070 hồi xưa. Thì anh em nhớ là hồi xưa để mà mua được một chiếc máy laptop mà chạy con 1070 á thì cái mức giá chúng ta bỏ ra thường trên 30 triệu rất là nhiều, khoảng 40 triệu hoặc là hơn thì mới có 1070. Còn bây giờ với cái tầm giá 30 triệu chúng ta đã có một cái sức mạnh tương đương với 1070 rồi. Thậm chí con 1660 Ti này nó còn vượt cái 1070 ở một số cái dạng game dùng cái DS12. Mình thấy đây là một trang bị rất là tốt trên cái dòng máy GL65 này. Nó có 8GB RAM loại bộ nhớ là DDR4-266 và có sẵn một khanh, còn một khanh nữa thì chúng ta có thể nâng cấp thêm. Và SSD thì có sẵn cái ổ 512 luôn, thì đây là một cái trang bị mình thấy là rất là hào phóng của MSI, bởi vì khi chúng ta mua máy chúng ta thường phải lăn tăn về cái chuyện là có phải mua SSD gắn thêm hay không, hay là SSD nó nhỏ quá nó không có đáp ứng được cái chuyện mà vừa cài game vừa cài Win. Thì bây giờ 512 chúng ta có thể cài game và cài Win trên cùng ổ luôn, không có cần phải mua thêm. Và nếu muốn mở rộng thì chúng ta vẫn có thể gắn thêm cái ổ 2.5 inch, có thể là SSD hoặc là HDD, đó rất là dễ dàng.
Thì cái tựa game đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với anh em đó là cái tựa game CSGO. Thì mình đang demo với bot thôi, để cho anh em xem cái tỷ lệ khung hình. Chứ mình bắn cái này cũng dễ lắm. Thì như anh em thấy là thiết lập của mình trên cái điện thoại, mình đang dùng cái phần mềm Dragon Center, mình xuyên qua cái máy thì chúng ta có thể điều khiển trực tiếp từ đây luôn. Thì đang ở cái chế độ performance là turbo và fan lúc này là auto để cho nó mát mẻ. Thì mình thấy là với cái tựa game này thì chúng ta có thể dễ dàng đạt cái khung hình trên 120fps với cái thiết lập đồ họa bây giờ mình đang để đó là, tắm cho anh em xem luôn, tức là mình đang để cái đồ họa ở mức gọi là 2 đó, chứ giờ bấm mình chết rồi. Thì đó, anh em thấy là với cái đồ họa 2 thì chúng ta có thể chơi trên 120fps, và với cái tỷ lệ khung hình này thì chúng ta hoàn toàn có thể bật VSync để khóa khung hình lại, từ đó nó sẽ mượt mà hơn. Khi chiếc máy nó CPU bắt đầu nóng lên thì quạt sẽ tự động được kích lên ở cái mức, như anh em thấy cái tốc độ quạt bây giờ là khoảng 4.500, và ở cái chế độ auto thì quạt nó sẽ chạy maximum ở cái khoảng là 5.200 vòng phút. Nhiệt độ CPU thì quanh quẩn ở cái mức khoảng là 80 mấy độ C. Thực ra thì bây giờ những con CPU bây giờ thì mình thấy có tản nhiệt ngon đi nữa thì vẫn cũng ở cái mức này. Tension của CPU Core i5-9300H là 100 độ, và mức này thì vẫn chấp nhận được, và nó vẫn đang chạy ở cái mức xung toàn dân, anh em thấy là 4000. Trong khi đó thì cái card GTX 1660 Ti thì nó đang chạy ở cái mức xung trên cả mức xung boot lý thuyết của nó, tức là đang ở cái mức gọi là 1875. Boot lý thuyết của cái con GPU này là khoảng đâu là 1770 MHz. Thì đó, với cái những cái tựa game như CSGO này thì chúng ta sẽ cần một cái màn hình 120Hz thì nó sẽ mang lại những cái lợi thế nhất định khi chúng ta chơi. Đó, cũng như là việc mà khóa cái VSync lại nó sẽ phần nào nó giúp cho chúng ta giảm đi cái tình trạng bị xé hình, đó, bị giật hình. Thì cái tựa game tiếp theo mà mình muốn demo cho anh em xem là cái tựa game PUBG. Thì mình đang thiết lập cho nó đồ họa là Ultra, để xem thử coi cái máy này nó ở Ultra nó chơi được bao nhiêu frame. Thì cái tựa game này thì mình thấy nó vẫn chưa bao giờ nó mà khai thác tốt về phần cứng cả. Dù phần cứng có mạnh đi nữa thì nó vẫn ăn phần cứng theo một kiểu gì đó mà nó khung hình nó không được tối ưu. Thì mình đang mở trên InMode và anh em thấy là cái CPU nó vẫn giữ ở cái mức cái xung 4000. Mình thích lấy 14 đi, 16 đi, xong mình đi lượm cái này mà. Rồi chúng ta ra bắn mấy con gà. Đó thì GPU vẫn ở cái mức xung rất là cao và CPU thì giữ ở cái mức xung khoảng 4000. Nhiệt độ lúc này khi mình đã bật cái cooler boost lên để cho nó ổn định về nhiệt độ hơn thì anh em thấy đó, nhiệt độ bây giờ là khoảng 80 mấy. Trong điều kiện mình đang sử dụng là điều kiện phòng lạnh nha. Đó, và khung hình chúng ta có là trên 70. Nếu mà chúng ta giảm cái khung hình, giảm cái đồ họa xuống ở cái mức khoảng 2 thì chắc chắn nó sẽ có khung hình cao hơn rồi. Con gà này. Như vậy thì nếu mà anh em muốn trải nghiệm cái game này nó mượt mà hơn, khung hình nó không có giật nhiệt xuống như thế này, thì anh em có thể vào cái phần setting này, chúng ta sẽ giới hạn khung hình lại khoảng chẳng hạn như là custom chúng ta có maximum FPS ở đây là chúng ta để 60, và sau đó chúng ta khóa cái VSync lại thì nó sẽ mượt mà hơn. Đó. Nó sẽ không có biến động khung hình nữa, nó sẽ ở cái mức 60 luôn, và cái cấu hình của chiếc máy này nó đủ để mà có thể chạy ổn định ở 60. Đó. Dù vậy thì có thể không có khai thác được cái tốc độ quét tới 120Hz của cái màn hình này, nhưng mà chúng ta cần cái sự ổn định của mình hơn. Chơi nó nhiều khi nó lắc lắc cái là bắn bị người ta bắn chết liền. Và cuối cùng là một cái tựa game nữa mà mình chơi hàng ngày luôn, đây là cái tựa game The Division 2. Mình thích cái tựa game này bởi vì cái đồ họa thế giới mở cũng như là kiểu chơi cũng hay, góc nhìn thứ ba cũng đi loot đồ rồi cũng bắn nhau y xèo. Tựa game này thì mình thấy là nó sẽ ăn nhiều cái tài nguyên hệ thống hơn so với những cái tựa game như là CSGO và những tựa game thậm chí là PUBG, nó cũng sẽ không ăn bằng cái này. Đặc biệt là khi chúng ta chơi cùng với bạn bè, chơi cùng với nhiều người khác thì nó ăn phần cứng nhiều hơn. Đó thì anh em thấy đó, mình đang chơi ở cái thiết lập đồ họa là 2 nè. Bấm cái setting cho anh em xem luôn ha. Thì cái video đang là cái graphic đang là ở mức 2 nè. Đó. Thì ở thiết lập này chúng ta có thể chơi được ở cái khung hình trên 60fps.
và nhiệt độ CPU lúc này khoảng đâu 90 độ. Nó cái hệ thống Cooler Boost năm này nó đang là làm rất tốt với những cái chuyện là giữ cho con CPU nó ở cái mức gọi là dưới 90 độ. Bạn em thấy đó, thì mặc dù là sử dụng một cái màn hình 120Hz, tuy nhiên thì để mà trải nghiệm được trọn vẹn cái 120Hz đó thì anh em phải cũng tùy vào cái tựa game. Nó nhẹ, dạng như là Liên Minh Huyền Thoại hay là những cái game online nhẹ nhàng kiểu đó thì chúng ta có thể chơi được ở 120Hz, khóa khung hình lại, rất là đẹp. Còn những cái game này thì chúng ta buộc phải gọi là chơi ở mức khung hình nó sẽ không quá cao. Đó, như anh em thấy bây giờ là nó đang xuống còn có 50 mấy à. Như vậy là mình đã demo cho anh em xem nhanh về ba cái tựa game mà mình hay chơi. CSGO mình bắn rất là gà, PUBG thì mình chơi theo phong trào thôi, còn cái The Division là cái game mình chơi hàng ngày. Thì chiếc máy GL65 này thì về cơ bản cấu hình của nó đủ để chúng ta có thể chơi những cái tựa game esports cũng như là những cái tựa game mà 3A chơi để trải nghiệm, chơi về cốt truyện đó. Cái chiếc máy này được trang bị cục pin 51Wh thì nó lớn hơn so với cái đời GL63 khoảng 10W, và mình thấy là nó có thể cho cái thời lượng sử dụng nếu mà chúng ta dùng để làm việc, làm những cái công việc bình thường, văn phòng, lướt web này nọ, và thậm chí có thể sử dụng để chỉnh sửa ảnh nhẹ nhàng như mình vẫn hay dùng hàng ngày, thì nó có thể đạt được cái thời lượng khoảng 2.5 tiếng. Thì với một cái điều kiện nữa là cái độ sáng màn hình phải ở cái mức khoảng 50%. Đó, cũng như là cái thiết lập pin phải là 3 lần. Nếu mà anh em muốn tiết kiệm hơn thì anh em có thể chuyển xuống chế độ tiết kiệm pin thì nó có thể kéo dài được chút xíu. Ở đây mình có test bằng cái phần mềm mà PC Mark 8, cái bài test là Home, và mình cho chạy từ mức phần trăm pin lúc đó là 93%, và khi xuống tới 20% thì nó sẽ ngưng cái bài test, thì cái tổng thời gian nó duy trì được là 1 giờ 58 phút. Như vậy là từ 93% xuống 20% thì chúng ta sẽ có khoảng gần 2 tiếng để mà sử dụng máy, và với cái 20% còn lại chúng ta sẽ có khoảng thêm 30 tới 40 phút gì đó. Nhưng mà ở cái mức 20% thì anh em nên sạc lại, bởi vì nó sẽ tốt cho pin hơn. Đừng để cho nó cạn queo rồi mới sạc lại thì nó không tốt chút xíu nào. Thì anh em thấy đó, một cái chiếc máy độ hoàn thiện tốt, thiết kế cũng tốt, thì MSI đã lắng nghe người dùng hơn, đã cải tiến khá khá nhiều thứ trên chiếc máy này để khi chúng ta bỏ tiền ra mua chúng ta cảm thấy hài lòng hơn rất nhiều so với cái thế hệ trước. Với 30 triệu thì mình nghĩ cái máy này nó phù hợp với cái mức giá. Nếu là mình có 30 triệu và mình muốn một chiếc máy chơi game thì đây cũng sẽ là một cái sự lựa chọn của mình. Còn anh em nghĩ sao về cái GL65 của MSI thì comment bên dưới ha. Còn mình là Khôi Đình đến từ tinh tế.vn. Hẹn em trong những cái bài review tới. Cảm ơn em đã xem video này.